Chào các bạn quay trở lại với kênh channel Nguyễn Quốc Thạch đánh vần tiếng Anh Sài Gòn. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hai bước để tự đọc phiên âm tiếng Anh. Chúng ta cùng vào bài học nhé. Trước khi vào hai bước thì mình muốn chia sẻ với các bạn hai thành phần của một từ tiếng Anh. Thứ nhất đó là nguyên âm và thứ hai là phụ âm. Để trong một bảng chữ cái tiếng Anh thì sẽ có 5 nguyên âm, đó là A, E, I, O, U. Còn lại là các phụ âm, ví dụ như là B, M, N, S, K, vân vân. Mình sẽ minh họa với các bạn một từ như sau, đó là từ con voi. Trong từ con voi này có 3 nguyên âm, đó là nguyên âm E, E và A. Còn lại các phụ âm đó là phụ âm L, PH và NT. Phần này rất dễ nhưng nó là một phần rất quan trọng. Vì sao? Vì tất cả các từ tiếng Anh đều, cái cách đọc của nó đều xoay quanh nguyên âm và phụ âm. Chỉ có một từ duy nhất trong tiếng Anh là không có hai thành phần thôi, chỉ có một thành phần nhất là nguyên âm, đó là mạo từ a. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào hai bước trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Bước đầu tiên đó là các bạn cần phải biết đọc phiên âm. Vậy làm thế nào để biết đọc phiên âm? Thì điều tiên các bạn cần làm đó là hãy dừng lại việc đọc theo mặt chữ. Tại vì sao? Tại vì thông thường chúng ta thường nhìn theo mặt chữ và chúng ta đoán cái cách đọc của nó là gì. Rất nhiều các anh chị và học viên của mình, khi mình hỏi cái này được đọc như thế nào thì các anh chị học viên nhìn thấy mặt chữ này và đọc là eleven, eleven, vân vân, rất nhiều cách đọc khác nhau. Nhưng thực tế nó không được đọc như vậy. Chúng ta đoán, nhìn mặt chữ và đoán theo cách đọc như vậy, chúng ta hy vọng là nó đúng, nhưng thông thường thì là sai. Và nếu có đúng thì chúng ta cũng không biết là thực sự là đúng hay không, và chúng ta cũng không tự tin, đúng không ạ? Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải dừng lại việc đọc theo mặt chữ. Vì sao? Vì tiếng Anh khác với tiếng Việt. Tiếng Anh viết một kiểu và đọc một kiểu, không giống như tiếng Việt, đúng không ạ? Vậy chúng ta đọc theo gì ạ? Chúng ta sẽ đọc theo phiên âm. Theo phiên âm quốc tế. Phiên âm là cái gì ạ? Giống như phần phía dưới này này. Phiên âm là những cái ký hiệu, những cái ký tự để chúng ta nhìn vào những ký tự đó chúng ta biết đọc được cái từ này được đọc như thế nào. Chưa ạ? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là những cái phần phiên âm này là những phần gì nhé. Đây. Ở đây mình có một bảng phiên âm gồm 44 âm tiết. Và việc của các bạn là chúng ta sẽ xem để chúng ta biết cách là 44 âm này được đọc như thế nào. Được chưa ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhìn vào 44 âm này để chúng ta đọc? Thì việc đơn giản là các bạn lên trên YouTube, đúng không? Rồi các bạn gõ chữ trên YouTube thì có rất nhiều người đã làm những cái video để hướng dẫn phát âm. Thì các bạn có thể tìm rất nhiều nguồn khác nhau, và các bạn chỉ cần tìm một ai đó các bạn thấy phù hợp và các bạn nghe và bắt chước xe theo, đơn giản như thế, nghe và bắt chước theo những cái âm này. Các bạn chỉ cần nhận dạng là âm đó được đọc như vậy, đơn giản như thế thôi. Có thể đúng đến 80% là tốt rồi, các bạn đừng mong chờ là đúng đến 100% luôn, và đừng mong chờ một video nào đó, một người nào đó có thể giúp các bạn đọc được chuẩn 100% luôn, hoặc là một cái nào đó thật là hoàn hảo, thật là phù hợp với các bạn. Ví dụ ở đây thì mình hướng dẫn các bạn có thể xem một bài học của cô Nguyệt ở trên kênh Đánh Vần Tiếng Anh. Và các bạn vào Đánh Vần Tiếng Anh này, và trong phần đó thì các bạn vào cái phần playlist, phần Đánh Vần Tiếng Anh chia sẻ kiến thức. Đó, hoặc là các bạn ghi chữ là hướng dẫn phát âm đầy đủ bảng phiên âm IPA của Đánh Vần Tiếng Anh ở trên hệ thành tìm kiếm này là được. Khi các bạn xem này thì việc đơn giản của các bạn, đơn giản nhất là các bạn nghe và bắt chước cô Nguyệt từng âm một. Chỉ cần các bạn đọc tương đối thôi là được rồi. Đó, được chưa ạ? Tương đối giống giống thôi là được rồi. Rồi, như thế thì các bạn sẽ không bị nhiều thời gian, không bị gò bó, được chưa ạ? Sau khi các bạn biết cách là nhìn vào âm này các bạn đọc thành âm y, nhìn vào âm này các bạn biết đọc thành âm y, đó, vân vân, thì lúc đó bạn sẽ có khả năng là nhìn vào phiên âm này các bạn sẽ đọc đọc được, chưa? Các bạn sẽ đọc được.
Tuy nhiên để tự tin hơn thì các bạn sẽ cần đến bước số 2. Vậy bước số 2 của chúng ta đây ạ. Đó, bước số 2 đây. Sau khi đọc phiên âm của 4 năm rồi thì chúng ta cần ghép vào. Nhưng trong phần vào chúng ta cần phải hiểu hai khái niệm, đó là trọng âm và âm công nhấn trọng âm. Vậy trọng âm là cái gì? Trọng âm là âm tiết quan trọng trong từ. Việc đầu tiên và quan trọng nhất các bạn đi đọc bất kỳ một từ nào có hai âm tiết trở lên thì các bạn cần phải đi tìm trọng âm đầu tiên. Đây là lý do rất nhiều biết đọc 44 năm rồi nhưng vẫn chưa tự tin là mình đang đọc cái từ đó đúng hay sai. Nhìn vào phiên âm rồi, nhưng chưa tự tin là từ đó mình đọc đúng hay đọc sai, ngữ điệu như thế đúng hay không. Và cái phần ngữ điệu lại là phần quan trọng nhất trong việc mà chúng ta đọc tiếng Anh. Giống như tiếng Việt, nếu chúng ta không có ngữ điệu trong tiếng Anh thì trong tiếng Việt như là mình đọc không dấu. Ba bà thành bà ba, đúng không ạ? Hay ba ba luôn. Rồi, vậy thì trọng âm này chúng ta tìm bằng cách nào? Ở đây có một cái dấu gọi là dấu trọng âm. Thì các bạn nhớ một ý là dấu trọng âm này đứng trước âm tiết nào thì âm tiết đó được nhấn trọng âm. Được chưa ạ? Ở học của mình thì mình thường nói cái dấu này giống như dấu sắc của tiếng Việt ấy. Thì mình cũng thường nói là cái dấu sắc này đứng trước âm tiết nào thì âm đó được nhấn trọng âm. Và đối với âm được nhấn trọng âm này thì các bạn đọc thêm dấu sắc. Dạ, các bạn đọc thêm dấu sắc nha. Thay vì là e thì các bạn đọc thêm dấu sắc là é. É. Vậy thì khi mình biết được đâu là âm được nhấn trọng âm dựa vào dấu trọng âm hay dấu sắc rồi thì những âm còn lại là âm không nhấn trọng âm. Vậy thì âm số 2 và âm số 3 là âm không nhấn trọng âm. Đối với những âm không nhấn trọng âm này thì các bạn đọc thêm dấu huyền. Dấu huyền. Và các bạn đọc là lì phần. Thay vì đọc lì phần, các bạn đọc lì phần. Lì phần. Cả từ này chúng ta sẽ đọc là elephant. Elephant. Các bạn đẩy cao lên. Đọc quá lên. Chưa? Có nhiều bạn sẽ thấy là đọc quá là cái ngữ điệu nó cao quá. Tuy nhiên ở đây mình đang giúp rất nhiều bạn đang đọc không có ngữ điệu làm sao để đọc được có ngữ điệu một cách nhanh nhất, dễ nhất và hiệu quả nhất. Sau các bạn có ngữ điệu rồi, các bạn sẽ biết cách tự điều chỉnh được cái độ cao khi đọc. Chưa? Giờ bây giờ các bạn sẽ đọc nhé. Elephant. 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 Rồi, ok. Phần lớn nhiều bạn không tự tin là vì các bạn không biết đến cái khái niệm về trọng âm, không biết đến khái niệm về âm công nhấn. Cho dù có biết nhưng đôi khi các bạn không có dấu huyền, không có dấu sắc. Vậy cái điều quan trọng cốt lõi ở đây là các bạn cần biết là đặt đúng dấu sắc và âm được nhấn trọng âm và đặt đúng dấu huyền và âm không nhấn trọng âm. Chị ạ, bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn thực tập đọc âm nhấn trọng âm. Ví dụ đây là những âm được nhấn trọng âm. Mình lấy đại diện thôi. Thì sau đó các bạn hiểu rồi, các bạn có thể đọc bất kỳ một âm nào. Ví dụ ở đây có âm E thì các bạn đọc thêm dấu sắc là E. Có âm I, các bạn đọc thêm dấu sắc là I. A, đọc thêm dấu sắc là A. E, đọc thêm dấu sắc là E. Vậy khi mà mình ghép với các phụ âm khác nhau vào thì mình hoàn toàn có thể đọc được là xé, là mé, thé, lý, ví, thí, hay là hấy, stay, phấy, hay là ré, bé, khé. Được chưa? Với các cái phụ âm khác nhau thì các bạn hoàn toàn có thể ghép vào, các bạn đặt vào để các bạn thay đổi nó để các bạn đọc được, đúng không ạ? Một lát nữa khi mà chúng ta đọc các từ hoàn chỉnh rồi thì các bạn sẽ thấy cái phần hiệu quả của nó. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực tập đọc âm không nhấn trọng âm. Đây là những âm không nhấn trọng âm thì đối với âm y này thì các bạn đọc thêm dấu huyền là y. Đúng không? Tất cả những âm không nhấn trọng âm các bạn đọc thêm huyền. Y ghép với phụ âm vào các bạn là si, mi, pi, hi, li, vi, thi. Đây là âm ờ. Trong bảng phiên âm quốc tế thì sẽ hướng dẫn bạn đọc thành âm ơ. Tuy nhiên để đọc được có ngữ điệu, có âm lên, âm xuống thì các bạn nên đọc âm này là ờ, giống như là bạn của bạn dù bạn đi uống cà phê ấy, thì bạn bạn của bạn hỏi là mày muốn đi uống cà phê không thì bạn có thể nói là ờ. Được, ok.
Đó, đơn giản như thế thôi. Vậy khi mình ghép các phụ âm vào thì mình đọc là h, st, f, n, r, d và k. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau ghép vào nhé. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ rất đơn giản là đối với những âm được nhấn trọng âm các bạn đọc thêm dấu sắc. Đối với những âm không nhấn trọng âm các bạn đọc thêm dấu huyền. Ví dụ, các bạn đọc là phé. Và hai âm lại chúng ta đọc thêm dấu huyền là mì lì. Family. Family. Ok, các bạn có thể dừng lại video này để tự luyện tập. Sau đó các bạn có thể bật lại để cùng đọc với mình. Và bây giờ là thời gian dành cho các bạn. Rồi, các bạn đọc rồi đúng không ạ? Ví dụ từ này thay vì là wanna hay wanna, chúng ta sẽ đọc what, wanna. Từ này thay vì là status hay là status gì đấy thì chúng ta sẽ đọc state, status. Đó, các bạn thấy không? Lúc nãy chúng ta đã đọc thành nhầm A đấy, state. Thì bây giờ mình ghép vào là status, status. Thay vì pilot mình đọc là pilot, pilot. Rồi, thay vì đọc ministry thì mình đọc ministry. Bạn nào chưa kéo dài được chữ S, chưa đọc được chữ S thì hãy nhớ là cố tình kéo dài chữ S ra cho quen nhé. Ministry, ministry. Từ phát triển này có bạn nào đọc là develop không? Rất nhiều học viên của mình là mới tiếp xúc với tiếng Anh thì đọc là như vậy. Tuy nhiên chúng ta thấy âm số 2 được nhấn trong âm đúng không ạ? Vậy thì âm đầu tiên không nhấn chúng ta phải đọc D. Develop, develop, develop. Thay vì đọc important thì mình đọc important, important, important. Business, business, business. Các bạn đẩy cao trọng âm lên thì sẽ dễ đọc hơn với những âm còn lại và nó chỉ thả hơi thôi. Ví dụ ở đây thay behavior thì mình đọc là behavior, behavior, behavior. Ok. Visitor, visitor, visitor. Được chưa? Thay vì là visit thì mình là visitor. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là cái từ này, cung điện, thay vì là palace hay là palace gì đó thì mình sẽ đọc là palace, palace, palace. Các bạn thấy phần đầu tiên mình có chia sẻ là trong một từ này sẽ có những âm là a và e đấy, còn là các phụ âm ví dụ như là p, l và c đúng không? Vậy ở đây các bạn sẽ thấy là cùng là nguyên âm a nhưng a này lại đọc khác đúng không ạ? A đầu tiên được nhấn trọng âm lại đọc thành e, còn a không nhấn trọng âm lại đọc thành ờ. Đó, thì lúc này các bạn sẽ nhận dạng nó tốt hơn, các bạn sẽ biết là nó là nguyên âm và nó đọc như vậy. Palace, palace. Enterprise, enterprise. Ok, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn hai bước để giúp các bạn nhìn vào phiên âm, các bạn tự tin các bạn đọc. Được. Vậy bây giờ mình sẽ tóm tắt lại nội dung vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn. Thứ nhất là bạn cần biết là trong một bất kỳ một từ tiếng Anh nào thì đều có hai thành phần, đó là nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm có 5 nguyên âm, đó là A, E, I, O, U. Được chưa? Vậy thì khi mà mình biết như thế rồi, sau đó thì mình bước số 1 thì mình không đọc theo mặt chữ mà mình sẽ theo gì ạ? Phiên âm quốc tế phần dưới này. Để thành thạo phiên âm thì các bạn hãy lên trên YouTube, các bạn nghe cách đọc của 44 cái âm trong bảng phiên âm quốc tế nha. Vậy sau khi các bạn biết đọc rồi thì các bạn cần phải biết được là nhìn vào cái phần phiên âm đó phải biết là đâu là âm được nhấn trọng âm thể hiện bằng dấu sắc và mình đọc thêm dấu dấu sắc. Được chưa ạ? Và những âm còn là những âm không nhấn trọng âm và mình đọc thêm dấu huyền. Đó. Các bạn chỉ cần đặt đúng dấu sắc và âm được nhấn trọng âm, đặt đúng dấu huyền và âm không nhấn thì lúc đó các bạn sẽ tạo ra được ngữ điệu. Lúc đó các bạn sẽ tự tin thoải mái để đọc phiên. Ok, đó là những phần chia sẻ của mình trong bài học hôm nay. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn nhiều. Vậy thì nếu các bạn thấy hay hãy like và share cho người thân và bạn bè của mình, và nếu bạn nào chưa subscribe thì các bạn có thể subscribe kênh của mình. Đó, đây chúng ta định subscribe này. Nhớ nhấn vào cái nút chuông này để các bạn sẽ nhận thông báo về
mọi video mới của mình. Đó, các bạn sẽ nhận được thông báo giống như thông báo của Facebook, giống như ở đây này, ở trên máy tính, trên điện thoại hay là email của các bạn. Thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên xem quy tắc đỏ. Chưa? Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video theo. Xin chào.